Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến với một thành phố rất là nổi tiếng, đó chính là thành phố Đà Nẵng và được coi là một trong những thành phố đáng sống bậc nhất ở Việt Nam. Và quan sát đối với đề thi của thành phố Đà Nẵng năm 2020, 2021 có điều gì đặc biệt nhá. Trước hết ở đây, các em sẽ quan sát đề. Đề thi thành phố Đà Nẵng sẽ được chia ra thành các câu, à, chia ra thành các câu gồm có 3 câu. Câu thứ nhất là câu đọc hiểu và bây giờ cụ thể hơn cô cho chúng ta sẽ cùng đọc câu 1 trên số điểm là hai điểm. Đọc đoạn à, đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi. Ở đây đoạn văn bản có tên là sức mạnh của lời nói. Các em hãy dừng màn hình và đọc thật kỹ cho cô đối với văn bản này nhé Bởi vì là văn bản này không nằm ở trong sách giáo khoa Thế nên là chúng ta cần phải nắm chắc được nội dung của văn bản Thì mới có thể là hoàn thành được các câu hỏi đọc hiểu đúng không nào? Ở đây là cô sẽ chia nhỏ ra, văn bản này cô sẽ chia ra thành ba đoạn nhỏ để chúng ta có thể là dễ dàng đọc, dễ dàng theo dõi cũng như là nắm được nội dung của văn bản trên. Tại vì nếu mà cho vào trong một khung hình, cho vào một slide thì chữ nó rất là nhỏ. Thế nên là cô sẽ xin phép các bạn được chia nhỏ ra. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là tìm hiểu kỹ hơn mà là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương, cậu có rất ít bạn và luôn phải lùi thủi một mình. Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn, loài vật là bạn thân của con người, sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Đa thích lắm. Ngay chiều hôm ấy, cậu đã hoàn thành bài viết của mình, nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp chuyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau. Và chúng ta sẽ xem kết quả nhé. Bạn à, mở đầu đây là một câu chuyện Chị giới thiệu về một cậu bé và trong một lần cô giáo đã giao cho à, cho cả lớp viết một đoạn chuyện ngắn và viết cái kết. Như cậu bé đã viết rồi nhưng mà còn à, nhút nhát đúng không? Là chưa dám nộp cho cô giáo nhưng mà cuối cùng cậu cũng đã nộp nhưng thời gian muộn hơn một chút. Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với Dacop, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại là bốn chữ cô giáo phê. Em viết hay lắm, chỉ bốn chữ mà cũng đủ để thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu bé. Đây là một chi tiết rất là quan trọng trước khi nhận được bốn chữ đó cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mà mình đã làm còn sau buổi học hôm ấy cậu đã chạy thật nhanh về nhà ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu chuyện ngắn một câu chuyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ thành hiện thực nhờ đâu mà cậu bé có những động lực để có thể là viết một Chuyện ngắn nhỉ? để sáng tác các truyện ngắn. À, đó chính là do lời khen của cô giáo. Em viết hay lắm, đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của cậu bé. Thấy giá trị của lời khen chưa các em? Rồi tiếp tục còn một đoạn nhỏ cuối nữa. Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một chuyện. Cậu lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời nhiều năm trôi qua macron racov đã trở thành một nhà văn nổi tiếng thay cho cậu bé macron racov từ ngày nào cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình điều cậu phải cảm ơn không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu mà chính là bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê em viết hay lắm bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả cuộc đời của một con người. Thì thế nào? Ở đây là các bạn sẽ nắm được nội dung của uh, văn bản trên chưa? À nói về giá trị của lời khen thông qua câu chuyện về một cậu bé đa Cốc, hôm nào? Vì sau cậu bé đa Cốc đã trở thành một người rất là nổi tiếng. Quan sát từ ý nội dung của câu hỏi của đọc hiệp. Hãy cho biết các từ ngữ được gạch chân được thực hiện phép liên kết nào? Ở đây là một câu hỏi đọc hiểu và người ta đã cho ngay số điểm, đó chính là 0,5 điểm. Và quay lại đối với đoạn văn bản để xem những từ ngữ cạch chân để các bạn nhận diện rõ hơn là đối với các từ ngữ đó thì tác giả đã sử dụng phép liên kết nào. Nào. À, ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ngay tới hai câu đầu tiên. Câu thứ nhất này, kết thúc này, câu thứ hai này. Mà Macron Dacot là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương. Rồi, ở đây cậu với Macron Dacot. Vậy là tác giả đã sử dụng phép gì, phép liên kết gì? Nhớ nhá, là cô trò chúng ta đã được tìm hiểu về bốn phép liên kết, phép thế, phép lập, từ ngữ, phép liên tưởng và cuối cùng là phép nối đúng không? Và quan sát rằng ở đây không sử dụng phép nối bởi vì không có quan hệ từ mà ở đây nói tới đại từ này, mà không được khóc này cộng vậy là tác giả đã sử dụng phép thay thế đúng chưa nào rồi dễ dàng cô trò chúng ta đã trả lời được câu thứ nhất đến với câu b tìm khởi ngữ trong câu à như vậy ở đây cô trò chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức về thành phần khởi ngữ nhé. thì cô trò chúng ta sẽ nhắc lại kiến thức về thành phần khởi ngữ. Các bạn hãy cho cô biết thành phần khởi ngữ là thành phần gì? Nó có khác gì so với đây nhá, thành phần khởi ngữ khác gì so với thành phần trạng ngữ? Điều đầu tiên là giống thứ nhất nào? Giống đi. Đều nằm ở đầu câu đúng không? đều nằm ở đầu câu. Vậy còn khác? À thành phần khởi ngữ ở đây là nhấn mạnh một vấn đề, đấy chưa? Còn thành phần trạng ngữ, cô lấy ví dụ như là về thời gian, về địa điểm, hay được địa điểm hay còn được gọi là nơi chốn, về phương tiện, vân 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 vân, chưa? Rồi còn đứng trước thành phần khởi ngữ thì có các quan hệ từ về đối với để nhấn mạnh một vấn đề nào đó. Ví dụ như là cô lấy một câu về thành phần khởi ngữ nhé. Về việc làm này Tôi rất thích. Tiếp này. Đây là câu 1. Câu 2, câu 2 này. Rồi, thứ nhất chỉ ra cho cô thành phần khởi ngữ ở câu 1. Đó chính là về việc làm này Nhấn mạnh là đối với việc làm này Đối với việc công việc này thì tôi rất thích nó Câu 2 Vào lúc 8 giờ sáng Có phải là thành phần khởi ngữ không? À chính xác không Mà ở đây nó là thành phần trạng ngữ Chỉ thời gian này 8 giờ sáng Tôi đi học tôi chủ ngữ Đi học sẽ là vị ngữ Tôi à, chủ ngữ Rất thích là à, vị ngữ chưa nào. Như vậy ở đây chúng ta thấy nhá, giống nhau đều hầu hết nằm ở đầu câu. Và thứ hai, nó có phải là thành phần chính không? Có phải là thành phần nòng cốt ở trong câu không? À, không phải là thành phần nòng cốt ở trong câu. Thành phần nòng cốt ở trong câu phải là thành phần chủ ngữ và là thành phần vị ngữ. Đó, được chưa nào? Như vậy ở đây đối với câu B, quan sát lại câu B. Câu đối với Đacốt điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê em viết hay lắm một số bạn lầm tưởng rằng đối với câu em viết hay lắm này là thành phần khởi ngữ không phải đâu nhá mà thành phần khởi ngữ về vị trí quan sát ngay cho cô đối với đầu câu hả vậy đầu câu ở đây là đối với đã cốt ngăn cách bởi dấu phẩy. Được chưa? Vậy thành phần khởi ngữ sẽ là đối với đa cốp. Thành phần khởi ngữ đối với đa cốp. Viết như này là được. Được chưa nào? Câu trả chúng ta sẽ chuyển sang ý C. Câu trả chúng ta đến với ý C. Vì sao lời phê bình của cô giáo em biết hay lắm đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Malcolm Daco? Ở đây, chiếm số điểm là 0,5 điểm. Đối với ý C này, cô giáo chúng ta cũng trả lời ngắn gọn thôi. Đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời. Vì sao nhỉ? À, đối với lời phê của cô giáo thứ nhất là đã công nhận được công sức của ai? Của Malcolm Daco. Đã công nhận công sức của cậu học trò. Tiếp theo đó là gì? Nó như một lời động viên, khích lệ tinh thần của cậu bé để cậu bé ngày càng tự tin hơn và có thể là sáng tác ra được các tác phẩm truyện ngắn nữa rồi nó như là một lời khen ngợi lời động viên cổ vũ khích lệ tinh thần do vậy là cậu bé cậu học trò có động lực để viết chuyện ngắn thay đổi cuộc đời cậu Được chưa nào? Như vậy là các em có thể là viết ngắn gọn thêm Và đồng thời là không được sử dụng các ký hiệu như cô Chưa nào? Trên bảng là cô viết tắt thôi, viết ngắn gọn Đến với ý D, em có đồng tình với điều mà Malcolm đã khốp, Nghĩ về cô giáo của mình, cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời Không vì sao? À, ở đây nếu mà các bạn đồng tình thì hãy viết quan điểm của mình ra nhé, sau khi mà đọc đối với lời đối với điều mà Macoracop nghĩ về cô giáo của mình. Đây chúng ta có thể có đúng không? Chính xác đúng không nào? Hoàn toàn là chính xác chứ, đúng không? Rồi, nếu mà đồng tình thì viết như thế nào? Em đồng tình với điều mà Macoracop nghĩ về cô giáo của mình. À cô ấy đúng là một cô giáo tuyệt vời. Nhớ đây là trực tiếp nhé, chứ không phải là gián tiếp đâu. Phải cho trong dấu hoặc kép cho cô Cô ấy là một cô giáo tuyệt vời Tại sao mà mà cô hoa cốc như vậy? Bởi vì cô đã làm tròn bổn phận Của một người giáo viên Làm tròn bổn phận và vai trò của người giáo viên là động viên, khích lệ tinh thần những người học trò của mình để họ có niềm tin hơn vào chính khả năng của bản thân mình. từ đó học trò sẽ cố gắng phát huy nhiều hơn nữa. đúng không nào? ngon rồi công nhận, công sức, sự sáng tạo. của học trò. Đấy, bên cạnh đó chúng ta thấy được là niềm tin của cô giáo vào cậu học trò của mình vào bao cô đúng không? Để giúp giúp cậu là có thể là vươn tới tương lai hơn, nó như là một động lực để thúc đẩy cậu bé. Và cô ấy là một cô giáo tuyệt vời theo đúng nghĩa đúng vai trò của một người giáo viên, được chưa? Như vậy ở đây các em có thể là à, trả lời thành một đoạn văn nhỏ thôi. Và nếu quan điểm của mình ngắn gọn tầm uh, 2 đến uh, 3 câu để thể hiện quan điểm của mình. Nhớ là phải trả lời sạch đẹp nhé, viết chữ sáng rủa sạch đẹp. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang và câu số 2, câu nghị luận về phận xã hội. Đến với câu số 2 chiếm số điểm là 3 điểm và thường thì đề thi đối với câu số 2 đối với phần thứ hai và câu số 1 đối với là bố cục là hai phần nhá. Thì thường có số điểm chỉ là hai điểm thôi, nhưng mà đối với đề thi của thành phố Đà Nẵng thì ở đây chiếm số điểm lớn hơn một chút đó là 3 điểm. Viết một đoạn văn hoặc một bài văn ngắn trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lời khen ở trong cuộc sống thì ở đây các em có thể lựa chọn theo hai cách thứ nhất có thể là triển khai theo đoạn văn và thứ hai có thể là triển khai theo bài văn tùy thôi nhưng mà à, về giới hạn thì cô cũng nghĩ là không được phép viết quá dài chúng ta chỉ viết chỉ viết hơn một um, trang giấy một chút là ok rồi chưa nào còn nếu mà giới hạn là một đoạn văn thì chưa đến một trang giấy đâu nhá còn bài văn thì có thể là dài hơn một trang giấy một chút thôi Đây là tùy các em lựa chọn nhé Rồi, cô trò chúng ta sẽ đến với dàn ý luôn Mở bài hoặc là mở đoạn Thì đầu tiên cũng phải nêu được vấn đề Đó chính là lời khen Lời khen ngợi trong cuộc sống và thân bài thân đoạn thì sẽ triển khai theo các bước đầu tiên đó chính là thao tác giải thích rồi lúc nào cũng vậy phải là thao tác giải thích cả giải thích gì à lời khen là gì này À, đó cũng chính là sự đánh giá sự nhìn nhận của người khác về chính bản thân mình và khi nhận được lời khen thì bản thân mình có cảm thấy là vui không và nó cũng giống như là một liều thuốc để thúc đẩy cho chúng ta Làm sao? cố gắng hơn ở trong cuộc sống và tiếp tục là phát huy hơn nữa chính xác hai nhỏ là các em đến với thao tác phân tích nào kết hợp với chứng minh giá trị của lời khen phân tích về mặt giá trị của lời khen lời khen có giá trị rất là lớn đúng không nó như một liều thuốc an thần một liều thuốc để chúng ta có cố gắng hơn ở trong cuộc sống cố gắng này phấn đấu hơn lời khen à, cũng đánh giá đánh giá được khả năng và sự nỗ lực của bản thân đánh giá khả năng và sự nỗ lực nỗ lực của à, bản thân đã cố gắng đến nhường nào và bên cạnh đó à, giúp chúng ta sẽ phát huy hơn được năng lực của mình phát huy năng lực à để có thể là thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình thay đổi cuộc sống rồi à, như thế nào tiếp theo nhỉ sẽ lấy cho cô về mặt dẫn chứng và phân tích nhé có thể dựa vào phần đọc hiểu để chúng ta có thể là phân tích nhờ một lời khen nhờ một lời động viên như vậy thôi mà cậu bé không đã có đã thay đổi cả cuộc sống của chính bản thân mình mà chưa vậy khi nào chúng ta cần khen khi nào cần khen hoặc là cần khen trong những trường hợp nào khi làm được một à việc tốt khi mà bản thân mình đã cố gắng thay đổi theo chiều hướng là tốt hơn. Lời khen dành cho những ai mà cố gắng phấn đấu và nỗ lực. Đây có thể là trong môi trường là công việc này, trong môi trường là gì, gia đình. Ví dụ như là khi nhận được một lời khen của bố mẹ, chúng ta cảm thấy như nào? rất là vui đúng không? lời khen của thầy cô khi mà chúng ta viết bài tốt làm bài tốt đánh giá là uh, bài viết của em rất là tốt em cần phát huy thì chúng ta có vui không cả một ngày đó chúng ta vui đúng không khi nhận được kết quả tốt khi nhận được lời khen ngợi từ thầy cô từ những người lớn hơn chúng ta cảm thấy rất là vui đó. hoặc có một lời khen là bạn rất là xinh đẹp mình cũng cảm thấy rất là tự hào nữa đúng không nào rồi vân 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 đây các em có thể là, là lấy cho cô về mặt dẫn chứng nhé và ba nhỏ là đến với phần bàn luận Bản luận lời khen có giá trị trong cuộc sống chính xác khẳng định cho cô giá trị của lời khen nó rất là quan trọng nó như là một điếu tích cực để giúp con người cố gắng hơn. Chưa? Và bên cạnh đó phải phê phán một số người nịnh hót. Tại sao mà cô nói nịnh hót ở đây? Khen phải xuất phát từ chính sự chân thành của bản thân. Xuất phát từ chính sự chân thành chứ không phải là khen theo kiểu nịnh hót, khen theo kiểu nịnh nọt. Được chưa? Rồi. Và cuối cùng là bài học rút ra. Ờ cô nói thêm một chút nữa về vấn đề phê phán này. Thứ nhất là chúng ta biết rằng khi mà nhận được lời khen thì lời khen đó xuất phát từ chính sự chân thành và đúng với khả năng đúng với năng lực của chúng ta thì bản thân chúng ta cảm thấy rất là vui vẻ để đón nhận lời khen đó và coi đó là một à, động lực để chúng ta phấn đấu hơn nhưng mà nếu khen theo kiểu không chân thành khen theo kiểu xua nịnh khen theo kiểu nịnh hót thì đó có đáng được gọi là lời khen không à không đúng không nào nếu mà chúng ta nịnh hót quá nhiều xua nịnh quá nhiều thì lời khen đó không có giá trị nữa. Nhớ nhá là khi chúng ta khen ngợi một ai đó thì chúng ta cần phải xuất phát từ chính sự chân thành của bản thân mình để khen ngợi người khác. Và lời khen đó mới có giá trị, mới đáng được coi trọng. Rồi. Bài học rút ra đối với bản thân thì các em có thể là tự viết vào nhé. Cuối cùng là đây hơi cận bảng một chút. Kết bài hoặc là kết đoạn. nêu cảm nghĩ thôi hoặc là đưa ra những bài học hành động mà chúng ta sẽ khen ngợi như thế nào sao cho đúng chuẩn mực nữa. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong câu số 2, chuyển sang câu số 3, nghị luận về tác phẩm văn học là câu cuối cùng. bây giờ chúng ta chuyển sang câu cuối cùng, câu số 3 chiếm số điểm là 5 điểm. Cảm nhận của em về tình bà cháu trong hai đoạn thơ sau và hai đoạn thơ này được trích trong tác phẩm bếp lửa của nhà thơ bằng việt đúng không nào trước tiên là đến với phần mở bài đây là nhiệm vụ của các bạn phần thân bài thì chúng ta sẽ triển khai như thế nào không được bỏ qua phần khái quát ngay ở đầu tiên nhé đối với phần một nhỏ phần khái quát thì khái quát những gì về hoàn cảnh sáng tác Bài thơ được viết năm 1963 khi tác giả đáng học ở Liên Xô Và nhớ lại những quá khứ, những quá khứ tươi đẹp của chính bản thân mình Và gắn liền đối với bà, đúng không nào? Hai nhỏ là về thể thơ này Và về vị trí này Vân 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 Về mặt nội dung Viết ngắn gọn thôi nhá Hay nhỏ đến phần quan trọng nhất đó chính là phân tích đây các em phân tích những gì chúng ta cảm thấy chúng ta thấy rằng là đối với đề thi của các tỉnh thành miền trung hầu hết hầu như là phân tích thơ đúng không rồi làm quen với các bài thơ thế nên là các bạn cần phải chú ý nhé Nhưng mà sau có thể là vào các tác phẩm văn xuôi chẳng hạn chú ý nhá lên 4 tuổi, cháu đã quen mùi khói. Năm ấy là năm đói mòn, đói mỏi. Bố đi đánh xe khô rạc ngựa gầy, chỉ nhớ khói, hôn nhèm mắt cháu, nghĩ lại đến giờ, sống mũi còn cay. Rồi, ở đây, về thời gian, 4 tuổi. Tuổi rất còn nhỏ. Và tác giả đã nhớ đến kỷ niệm gì, gợi ra kỷ niệm gì khi là 4 tuổi. Quen mùi khói ở quê thường thường là đặc biệt là trong thời xưa thời các cụ gọi là thời các cụ thì thường sử dụng là bếp dơm bếp dạ nó nó có mùi khói còn ngày nay thì sử dụng các thiết bị hiện đại ví dụ như là nồi cơm rồi có cả hút mùi nữa thì sẽ không biết đến mùi khói các bạn về quê khi mà làng quê đến mùa gặt ấy có những đống dơ mà người ta đốt sẽ có những làn khói bốc lên đó. năm ấy là năm đói mòn đói mỏi và thông qua từ đói mòn đói mỏi này gợi về hoàn cảnh sống như thế nào à gợi về một hoàn cảnh sống rất là khó khăn Đó. nhọc nhằn khó khăn nhọc nhằn. Rồi bố đi đánh xe, cô giặc ngựa gầy, Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay. Đấy, nói về cảm xúc của ai? Của tác giả. Gắn liền với mùi khói rơm và nó nói đến cả à, sự khổ khổ cực của những người người cha trong gia đình nữa lận đận đời bà biết mấy nắng mưa ở đây đã xuất hiện về hình ảnh của người bà lận đận gợi về sự tần tảo của ai của người bà của mình biết mấy nắng mưa không quản mưa gió mấy chục năm rồi lại nói tới quãng thời gian rất là dài liên tục đến tận bây giờ là gì à bà vẫn giữ thói quen dậy dậy sớm và nhóm nhóm gì bếp lửa ấp yêu nồng đượm nói đến lửa nói đến bếp lửa nó ẩn chứa những điều gì ẩn chứa sự sâu sắc gì ở đây thứ nhất nói tới lửa lửa là gợi về ánh sáng xua tan đi bóng tối đúng không này và thứ hai đấy là theo nghĩa đen còn theo nghĩa bóng lửa ở đây đại diện cho sự sống đại diện cho khát vọng sống. Còn đối với bếp lửa đây có nghĩa là gì? Ẩn chứa tình yêu thương. Cháy bỏng. Ở đây chúng ta thấy rằng từ nhóm xuất hiện tới 4 lần, đúng không? Một này, hai này, ba này, bốn. Và từ nhóm đầu tiên đó chính là gì nhóm bếp lửa ấp ưu nồng đượm ở đây được coi là những gốc đúng không nào nhóm bếp lửa mỗi buổi sáng đó. và thứ hai nhóm niềm yêu thương và thứ ba nhóm nối sôi gạo và thứ tư nhóm dạy cả những tâm tính tuổi nhỏ nhóm niềm yêu thương ở đây là gì nhóm niềm yêu thương Nhóm nồi sôi gạo Nhóm dậy cả những tâm tình tuổi nhỏ Ôi kỳ lạ và thiêng liêng bếp lửa Ở đây chúng ta thấy rằng nhóm bếp lửa có nghĩa là à, bà đã nhóm bếp để sáng lên Ánh sáng đó đã lan tỏa trong gian bếp Tuổi thơ tươi đẹp của tác giả gắn liền với tình yêu thương của bà cháu rồi như vậy ở đây các em thấy rằng là bà là một người nhóm lửa nhóm lửa là một người à, giữ lửa đồng thời là một người truyền à, lửa truyền lửa cho thế hệ mai sau cho thế hệ con cháu đúng không đó chính là tình yêu thương của thế hệ này đối với thế hệ khác thế nên là chúng ta cũng cần phải giữ gìn tình cảm đặc biệt là tình cảm trong gia đình chưa ạ đây bà là người nhóm lửa và bà là một người giữ lửa đồng thời là một người truyền lửa đối với thế hệ mai sau đấy là một điều mà tác giả cũng muốn truyền tới một thông điệp cho người đọc cần phải nhắc nhở thứ nhất là giữ gìn tình cảm thiêng liêng cao quý của những người thân ở trong gia đình và thứ hai là chúng ta cần phải phát huy truyền à, thống tốt đẹp những quá khứ tươi đẹp nói tới tình yêu thương ở đây và từ xa tác giả đang học ở Liên Xô Trong hoàn cảnh học ở Liên Xô Vẫn nhớ về hình ảnh của người bà Đồng thời đó chính là động lực để cho nhà thơ Động lực để cho nhà thơ ngày càng gì nhỉ? Cố gắng hơn, học tập tốt hơn Để có thể đem lại vinh quang cho đất nước Về gây dựng cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh Nó nói tới sự sống Nói tới ánh sáng và mong muốn đất nước Việt Nam sẽ đi lên, sẽ phát triển hướng tới tương lai hướng tới ánh sáng Đúng chưa? Rồi, như vậy ở đây các em có thể là phân tích kỹ hơn nhé Ba nhỏ Đánh giá Về nội dung Đánh giá về mặt nghệ thuật Và bốn nhỏ Liên hệ Tới đời sống gia đình Liên hệ tới tình cảm của những người thân Trong gia đình của mình mình cũng cần phải biết trân quý, cũng phải biết trân trọng tình cảm của những người thân trong gia đình mình hơn. Như thế nào? Cuối cùng là kết bài. Rất là dễ thôi. Đối với bài thơ của tác giả bằng Việt đó chính là nhớ lại quá khứ và những quá khứ rất là tươi, tươi đẹp. À, nuôi lớn tâm hồn tuổi thơ của tác giả qua hình ảnh của bếp lửa hình ảnh bếp lửa đó chính là nói tới tình yêu thương nói ánh sáng nói tới sự sống và nói tới sự tiếp bước và đó cũng chính là động lực thúc đẩy thì tác giả ở một nơi xa có thể hoàn thành công việc của mình công việc học tập của mình để trở lại làm gì nhỉ à cống hiến cho dân tộc cống hiến cho đất nước được chưa trong những năm tháng chiến tranh rất là gian khổ, chúng ta cũng thấy được sự gian khổ được thể hiện lên. Ví dụ như là đói mòn, đói mỏi. Nhưng mà cái đói đó có quan trọng quá không? Không. Bởi vì tình yêu thương đã lấn áp cả à, cái đói đó rồi. Thế nào? Như vậy ở đây các em có thể là triển khai cho cô thành một đoạn v... à, thành một bài văn hoàn chỉnh và có thể là viết cho cô thành một bài văn chi tiết hơn nữa. Nhớ nhá. Ví dụ như là đối với phần khái quát triển khai cho cô thành một đoạn văn, sau đó xuống dòng, phần 2 phân tích cũng triển khai cho cô thành một đoạn văn và phần 3 cũng như vậy, 4 cũng như vậy chúng ta sẽ chia ra bố cục để người chấm có thể là dễ chấm hơn, dễ theo dõi hơn và dễ cho điểm chúng ta hơn. Xin nào. Như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong, chữa xong đề thi của thành phố Đà Nẵng Và các bạn quan sát tới đề thi của thành phố Đà Nẵng có gây khó khăn đối với chúng ta không nhỉ? À, như thường lệ thì lúc nào cũng khó khăn nhất là đối với phần đọc hiểu bởi vì đoạn ngữ liệu không nằm ở trong sách giáo khoa và không hề quen thuộc đối với chúng ta và yêu cầu cần phải đọc thật kỹ và có sự liên hệ đối với đời sống xã hội nữa chưa rồi như vậy ở đây các em sẽ hoàn thành cho cô thành một bài hoàn chỉnh nhé đối với đề thi của thành phố đà nẵng còn bây giờ xin chào và lại, gặp lại các em trong những giờ học tiếp theo